Nam Minh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phóng sự cộng đồng của Đài truyền hình Việt Today. Kính thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật cuối tuần qua, phóng viên Việt Today đã có dịp tham dự buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần phóng sự sau đây. Đại lễ kỷ niệm Ngày Quân lực 19 tháng 6 tại thành phố San Jose. Hàng năm, Ngày Quân lực 19 tháng 6 được cộng đồng người Việt hải ngoại tổ chức trọng thể tại nhiều nơi trên thế giới. Có thể nói, trong lịch sử thế giới hiện đại, không có quân đội của bất kỳ quốc gia nào đã không còn tồn tại từ mấy thập niên rồi mà vẫn được hàng triệu dân chúng đất nước ngưỡng mộ và tôn sùng như trường hợp của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại miền Bắc California, đại lễ kỷ niệm Ngày Quân lực 19 tháng 6 đã diễn ra long trọng vào lúc 10 giờ 30 phút sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024. Đông đảo quan khách là các cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng với gia đình và bạn bè thân hữu, đại diện các hội đoàn cũng như các quan chức chính quyền thành phố đã đến tham dự. Hình ảnh các vị tướng trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng tuẫn tiết trong tháng 4 lịch sử buồn. Các lá đại kỳ tung bay trước gió, đồng hương cùng các quân nhân trong sắc phục đơn vị mình, một rừng cờ Việt Mỹ trên tay làm rực sáng cả một góc trời thành phố San Jose. Phóng viên Việt Today cũng đã có dịp trò chuyện với quan khách có mặt. Hàng năm chúng tôi có tổ chức Ngày Quân lực để ăn mừng và chứng tỏ rằng cái người quân đội người Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chết. Hàng năm cho tới một ngày nào đó, có thể trong tương lai mình sẽ lấy lại nước Việt Nam. Ngày 19 tháng 6 vẫn là ngày quân đội. Hôm nay là đúng ra thì phải làm đúng ngày 19 tháng 6. Nhưng vì ở nước Mỹ này thường thường chúng ta phải tổ chức vào ngày cuối Ken. Thì chúng ta chọn ngày hôm nay là ngày 16 tháng 6 tổ chức cho ngày quân lực. Tất cả các binh chủng đều có mặt ở đây hết. Có nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, hải quân, không quân, địa phương quân, lực lượng đặc biệt, vân vân và vân vân. Và họ có là nữ quân nhân nữa, họ cũng đến đây để tham gia cái ngày chào mừng Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái lễ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một cái lễ mình cần gọi là mình biết ơn và tri ân tất cả cái hy sinh, cái anh hùng đã giúp cho dân của mình và cái nước của mình. Ngày hôm nay rất là quan tâm trong gia đình của tôi. Ba tôi cũng là sĩ quan ở Việt Nam và mấy chú mấy bác cũng như là tướng tá này cũng có hết trong gia đình, cũng rất là nhiều người đã hy sinh cái thân và hy sinh gia đình để giúp đỡ cho cái đất nước của mình, thì rất là cũng có rất là đau lòng lúc mà nghĩ về cái lễ như thế này. Thì quý vị, tôi rất là biết ơn và tri ân tất cả cái hy sinh của tất cả mọi người chiến sĩ. Buổi lễ diễn ra có những trình tự nghi thức như lễ rước cờ, giới thiệu lịch sử thành lập của từng binh chủng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn đoàn diễn hành của các hội đoàn, chúng ta mới thấy được niềm tin mãnh liệt của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Người dân Việt Nam có quyền hãnh diện vì những người chiến sĩ can cường vẫn bất khuất trung kiên. Nơi nào có cộng đồng người Việt là có tổ chức Ngày Quân lực 19 tháng 6. Không một văn thư, công điện, email nhắc nhở, không lãnh tụ, không ngân khoản. Nhưng nhờ lòng dân, nhờ ý chí của người chiến sĩ, nhờ vào sự đoàn kết mà cờ vàng ba sọc đỏ luôn luôn phất phới trong những tiếng đồng ca. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, vang dội trong ánh mắt rạng ngời. Cờ vàng ba sọc đỏ vẫn không ngừng tung bay ở Hoa Kỳ, Canada, Paris, Đức, Úc. Trong buổi sớm mai, vào ban trưa hay lúc xế chiều, đâu đâu có cộng đồng người Việt là có màu cờ sắc áo của người quân dân Việt Nam Cộng Hòa. 49 năm đã trôi qua, những người lính già xa quê hương vẫn thấy lòng hãnh diện, vẫn thấy bầu nhiệt huyết theo từng bước chân, theo khúc nhạc xuất quân. Bước chân dù có mỏi, chân dù có lỗi nhịp quân hành, nhưng lòng yêu quê hương, yêu chuộng tự do vẫn sâu đậm trong tâm khảm những người lính già không bao giờ chết. Tiếp sau đó là lễ rước quốc quân kỳ, lễ chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm.
lễ truy điệu và nghi thức niệm hương tại đài tử sĩ. Lễ tiễn đưa quốc quân kỳ diễn ra thật long trọng và trang nghiêm. Cho dân Việt, quý anh linh đã kiên cường chiến đấu, mậu thân phản công, bình long anh dũng. Sau đó là phần phát biểu từ ban tổ chức và các quan khách có mặt. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tụ tập ở đây để kỷ niệm một ngày quan trọng trong quân sự Việt Nam Cộng hòa. 19 tháng 6 1965, ngày mà chính phủ dân sự Phan Khắc Sổ đã quyết định trao trách nhiệm và quyền hạn lãnh đạo cho quân lực Việt Nam Cộng hòa, ngày mà quân đội đã tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhận trách nhiệm trong việc bảo vệ đất nước và quê hương. Và đó cũng là ngày mà chúng ta tri ân và vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Đây là hạnh phúc để chúng ta suy ngẫm về lòng dũng cảm, sự hy sinh và sự kiên trì của những người công nhân Việt trong những bộ quân phục, những người đã cống hiến hết mình để bảo vệ Tổ quốc quê hương. Ngày quân lực có ý nghĩa sâu sắc không chỉ là sự tưởng nhớ những chiến đấu can trường trong quá khứ, mà còn là minh chứng cho sự kiên cường, tinh thần quyết thắng của dân tộc ta trước mọi nghịch cảnh. Đây là ngày để tôn vinh sự hy sinh của những người lính, những thủy thủ, những phi công và tất cả những người đã phục vụ và có thể vẫn còn tiếp tục phục vụ trong lực lượng vũ trang của chúng ta. Hôm nay chúng ta cũng tri ân những anh hùng đã hy sinh mạng sống hay một phần thân thể để bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh vô bờ bến của họ như là một lời nhắc nhở về cái giá phải trả trong sự tự do và tầm vóc quan trọng của việc giữ gìn hòa bình và ổn định mà chúng ta đã có một thời được hưởng. Và hôm nay cùng nhân dịp kỷ niệm ngày quân lực, chúng ta hãy tưởng nhớ và tôn vinh những chiến sĩ nhân quyền, những tù nhân lương tâm và đã và đang phục vụ cho Tổ quốc. Họ có thể hoạt động âm thầm nhưng cũng có thể thu một vài tiếng vang loan truyền ra hải ngoại. Sự cống hiến và hy sinh của họ đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta cần phải phấn đấu thêm vì một tương lai tốt đẹp hơn, an toàn hơn và thịnh vượng hơn cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
chương trình được tiếp tục với phần văn nghệ đấu tranh thật sôi nổi. Buổi lễ chấm dứt vào lúc xế trưa cùng ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bay lên trên.